Cháy rừng thảm khốc nằm ở hướng tây hoa kỳ trái rất là nhiều nơi khác nhau nhiều người trong lúc này không còn bảo hiểm nhà của họ nữa trong lúc này người dân california đang lộn xộn có khoảng chừng 72.000 hợp đồng bảo hiểm nhà quỷ bỏ. Đó là một trong cái hãng bảo hiểm lớn, hãng bảo hiểm State Farm. Họ rời khỏi tiểu bang California. Chúng tôi không có làm gì được hết. Chỉ có một cách là năn nỉ họ vậy thôi. Cô này sống ở ngay Sonoma County. Nhà của cổ không có bị hư hại vì trái rừng. Nhưng mà nhà cô ta nằm trong cái thành phần nguy hiểm. Cổ có thể bị mất bảo hiểm. Giống như cái câu bảo hiểm State Farm nói, lúc nào cũng có mặt ở đó để giúp đỡ ngày hôm nay họ bỏ đi. Bảo hiểm State Farm nói quyết định lần này không có phải là dễ dàng. Liên tục và lạm phát, rồi thiên tai xảy ra. Bảo hiểm giá cả nó lên. California có chương trình về bảo hiểm quá cũ xưa cho nên không có khá nữa cũng là một trong những lý do không có bán bảo hiểm nữa đối với những người bên california bảo hiểm trong lúc này rất là quan trọng tại vì sự đe dọa của thiên nhiên có thể xảy ra vào 2023 vừa qua có 7.127 vụ bị cháy rừng. Very, very Ngay bây giờ, tất cả chúng tôi đang gặp khó khăn vì thời tiết rất là khác bình thường. Really giống như chúng ta không thể nào tự bảo vệ mình được. Đây không phải là vấn đề riêng ở California này nằm bên Florida. Có rất là nhiều công ty bảo hiểm đã rút khỏi Florida. Sau khi cơn bão tháng 8 Dolly xảy ra, Đài đã nói chuyện một trong những người dân Florida. Bảo hiểm của cổ đang tăng lên cấp đôi. Cổ vẫn trả tiếp tục nếu mà không có bảo hiểm thì rất là lo. Bảo hiểm Florida trong lúc này cao, nhưng mà có lẽ là sẽ khá lợi sắp tới. Mới vừa, tuần rồi, đưa ra báo cho biết có 8 cái hãng bảo hiểm bán bảo hiểm cho bên Florida còn trả lời California. Nhiều các khu nhà không có bảo hiểm đang rất là lo, cháy rừng vẫn tiếp tục. Không có thể nào sống trong lo sợ khi tới cái mùa cháy rừng. Phải có cách nào tin tưởng nhà cửa của chúng ta ngay bây giờ chúng tôi không có sự tin tưởng gì cả. Trong lúc này, hai tiểu bang chính phủ đưa ra chương trình giúp đỡ cho người dân. Đó là cái bảo hiểm cuối cùng. Bảo hiểm này, tiểu bang họ giúp đỡ cả hai chính phủ Florida và California trong lúc này họ cần phải đưa ra chương trình sửa chữa đó là làm sao để kịp theo hiện tại trong lúc này california đưa ra chương trình cho công bằng tất cả cái chương trình này đó là của tiểu bang họ đưa ra quyết định và cái chương trình này của bên california khi mà có chuyện xảy ra, gọi điện thoại phải đợi gần cả tiếng đồng hồ mới có người nói chuyện. Nhưng mà khi ký hợp đồng về cái chương trình này thì rất là mất tiền mình phải trả. Thường thường cái chương trình này của bảo hiểm chính phủ thì chỉ trả cho một loại thôi. Giống như trả cho về trái rừng. Ngay bây giờ, có nhiều người, nhà cửa bên đây không biết làm sao kế tiếp. Kết cuộc thì họ không có đường lựa chọn, phải bán nhà của mình, vậy thôi.